khó, đứa chồng khó dùng lắm. Hôm qua bị đấm như thế thì em bảo sao dùng răng thật, dùng nói gì rất giả. Chồng nó cắm hẳn vào đây này, cắm vào lại rồi đấy, răng của nó như thế đấy. Chả chảy máu à? Ừ. Thì nó phải chả ra máu tí đây. Ừ. Nó ra máu.